cái quan trọng là chúng ta nhận ra được cái cảm xúc đó, rồi chúng ta thể hiện cái cảm xúc đó bằng cách nào, nó mới là chân lý, nó mới là đúng như cái chánh pháp. Lần đầu tiên Pháp Hoàng coi cái bộ phim đó là Pháp Hoàng ngộ.